Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, loãng xương là một trong số những biểu hiện điển hình của quá trình lão hóa cơ thể thường gặp ở người lớn tuổi. Loãng xương làm xương sòn mỏng và dễ gãy, ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và cuộc sống của người bệnh. Phòng và điều trị bệnh loãng xương là chủ đề chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thông tin có trên trang dân trí dấu hiệu nhận biết bệnh loãng xương loãng xương là căn bệnh tiến triển âm thầm vì hầu như không có biểu hiện gì đặc biệt cho đến khi xuất hiện các biến chứng nặng nề là gãy xương biến dạng cuộc sống tàn phế cả về mặt tâm lý cũng như về thể chất tuy nhiên có một số dấu hiệu lâm sàng gợi ý về căn bệnh này thứ nhất là thay đổi hình dáng cơ thể gù vẹo giảm chiều cao thứ hai là biểu hiện đau lưng bao gồm đau thắt lưng cấp tính và đau thắt lưng mạng tính biểu hiện nặng nhất của loãng xương là gãy xương lún xẹp thân đốt sống gãy trỏm xương đùi gãy đầu dưới xương cẳng tay, xương sườn, xương chậu. Ngoài ra các dấu hiệu gợi ý loãng xương khác là người cao tuổi và phụ nữ sau mãn kinh, trong lứa tuổi từ 50 tới 70 có tới 20% phụ nữ bị loãng xương. Quá trình loãng xương bắt đầu từ độ tuổi nào? Loãng xương được coi là kẻ giết người thầm lặng, bởi quá trình dẫn tới loãng xương là một quá trình kéo dài, hầu như xảy ra với tất cả mọi người bắt đầu từ sau tuổi 30, nhưng gần như rất ít biểu hiện, khiến mọi người thường chủ quan. Khi còn trẻ, tốc độ tạo xương lớn hơn tốc độ huy động chất khoáng từ xương. Sự tạo xương thường đạt tới đỉnh điểm ở khoảng từ 25 tới 30 tuổi. Sau thời kỳ này, quá trình phân hủy cấu trúc xương cũ diễn ra mạnh hơn quá trình tạo mô xương mới, làm mất dần cấu trúc xương, khi đó quá trình gây loãng xương bắt đầu xảy ra. Một số đối tượng có nguy cơ mắc bệnh loãng xương cao bao gồm những người có tiền sử gia đình có bố mẹ bị loãng xương, nguyên nhân là do di truyền, trong đó gen quyết định mật độ xương, hình thái và cấu trúc xương, yếu tố tuổi và giới tính. Người cao tuổi cả nam và nữ trên 70 tuổi, nữ giới từ 55 tuổi trở lên, phụ nữ mãn kinh sớm, sinh trên 3 con có nguy cơ cao. Ở phụ nữ, sự mất xương bắt đầu xảy ra trước mãn kinh và đẩy mạnh hơn khi bắt đầu mãn kinh. Những người thấp bé, nhẹ cân, có tư thế dáng vóc bất thường người có nghề nghiệp tĩnh lại, không tập luyện thể dục thể thao. Các phụ nữ nội trợ có tỷ lệ mắc bệnh loãng xương khá cao. Các bệnh nhân mắc một số bệnh lý có thể gây loãng xương như cường giáp, đái tháo đường, cắt buồng trứng, cắt dạ dày, ruột, suy thận. Dùng tế bào gốc điều trị loãng xương, các nhà khoa học tại Đại học West Scotland và Đại học Glasgow đã dùng kỹ thuật nano sử dụng dung chấn tần suất thấp để chuyển đổi tế bào gốc thành tế bào tạo xương ở tần số 1.000 Hz trong vòng 28 ngày, có thể biến tế bào gốc thành xương để cấy ghép cho bệnh nhân bị gãy xương hay chịu biến chứng nặng của chứng loãng xương. Hiện nay, xương là mô thứ hai được cấy ghép phổ biến nhất trên thế giới. Việc chuyển đổi tế bào gốc thành xương có thể mở ra một cuộc cách mạng trong điều trị bệnh loãng xương. Cách bổ sung canxi hợp lý ở bệnh nhân loãng xương Do sợ bị loãng xương nên rất nhiều người đã tự ý mua canxi về uống mà không biết rằng điều này rất nguy hiểm bởi loãng xương không chỉ đơn thuần do thiếu canxi mà còn có hàng loạt các nguyên nhân khác. Việc tự ý bổ sung canxi rất nguy hiểm khi cơ thể thừa canxi tùy mức độ có thể xuất hiện các biến chứng như ăn không ngon miệng, táo bón, buồn nôn, mệt mỏi, đau cơ, đau xương, mất nước do tiểu nhiều, sỏi thận, vì vậy, nếu nghi ngờ mình bị loãng xương, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa xương khớp để được khám và tư vấn. Khi đó, bác sĩ sẽ cân nhắc việc bổ sung như thế nào cho hợp lý. Phòng ngừa loãng xương tuổi mãn kinh Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh nên tiêu thụ một lượng canxi tối thiểu là 1.000mg mỗi ngày. Đặc biệt, bệnh loãng xương có tính di chuyển nên những phụ nữ có khả năng bị mắc chứng loãng xương cao nên bổ sung lượng canxi nhiều hơn so với những phụ nữ khác. Khoảng 1.500mg canxi mỗi ngày. Các loại thực phẩm dầu canxi có trong sữa, cá, các loại rau củ như súp lơ xanh, cải xoăn, đậu tương. Cần kết hợp tập thể dục thường xuyên và đều đặn. Ngoài ra, cần tránh xa đồ uống có chứa caffeine. Phụ nữ tuổi mãn kinh nên đi khám chuyên khoa xương khớp do mật độ xương có chỉ định điều trị đúng. Quý vị và các bạn thân mến, gia tăng chiều cao cho trẻ từ các hoạt động thể chất, nâng chiều cao cho trẻ ngay từ giai đoạn mang thai. Sẽ là những thông tin hữu ích có trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.